Vâng, Thịnh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thịnh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm nay đó thì Thịnh Quyền thấy rằng Đinh Lan đó vừa mới đăng một cái thông tin liên quan đến câu trả lời từ phía Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã có văn bản gửi về cho chị Lan liên quan đến cái câu chuyện mà Đinh Lan kháng cáo và tuyên bố những cái thông tin tại phiên phúc thẩm lần này trong cái vụ việc của CEO Nguyễn Phương Hằng. Thưa cô chú anh chị, thì cụ thể thì Đinh Lan đã đăng một cái nội dung là cái phiếu chuyển đơn của Tòa án Nhân dân tối cao đã gửi về cho Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Đinh Lan nói rằng là cuối tuần đã đến mà không làm clip tặng bài thuốc cho mọi người. Đinh Lan chỉ thông tin ngày hôm qua là 14 tháng 12 2023, Đinh Lan đã nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân tối cao về việc yêu cầu Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau. Bà Đinh Thị Lan không đồng ý với bản án mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên vụ án có bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đề nghị xem xét lại vụ án. 36 YouTuber ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng nên dừng tấn công Đinh Lan lại và không nên chia sẻ thông tin bịa đặt của YouTuber Đinh Hoàng Nhân nhé. Cái này là Đinh Lan nói nha cả nhà. Những YouTuber như sau là Hương Quảng Châu nè, Gất Việt, Thanh Nguyên Vlog, Kiền Tức Đạt, Minh Trí TV, Sân Sàm TV, Lý Lắc Vlog, Căng Lang Thang, Đời Lữ Thứ, Gia Biên, Đại Long An, vân vân, rất là nhiều những cái tên quen thuộc nha cả nhà. Đinh Lan còn đổi thêm là 20 người đi Hà Nội với vợ chồng Dũng Hằng, chỉ có YouTuber Võ Minh Điền bị bắt về một tội khác chứ không phải là vụ đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng nhé. Đinh Lan đăng hình tập gym và yoga nên đừng bịa chuyện hay làm nhục gì cả. Tôi ở nhà chứ không có bị triệu tập lên công an gì đâu nhé. Gò Vấp ngày 15 tháng 12 2023 cập nhật lúc 12 giờ 30 phút 22 phút nha cả nhà. Thì cái nội dung của Tòa án Nhân dân tối cao đã chuyển về như thế nào? Đinh Lan nói rằng là Đinh Lan ở nhà chứ không có bị triệu tập gì đâu. Cho nên là các YouTuber đừng có nói nữa, mà có triệu tập đó thì Đinh Lan cũng không có lên đâu. Cho nên là đừng có nói rằng là Đinh Lan lên đồn hay Đinh Lan bị triệu tập gì. Nội dung mà văn bản Tòa án Nhân dân tối cao đã ghi như sau nha cô chú anh chị. Tòa án Nhân dân tối cao kính gửi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội ngày 6 tháng 11 năm 2023. Tòa án Nhân dân tối cao nhận được đơn thư của một số công dân, tổ chức gửi Tòa án Nhân dân tối cao có nội dung thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu đơn, Tòa án Nhân dân tối cao chuyển các đơn thư nêu trên có danh sách kèm theo đến quý cơ quan để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Thì chúng ta có thể hiểu được rằng là ngoài cái việc mà kháng cáo tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì Đinh Lan còn gửi đơn lớn Tòa án Nhân dân tối cao luôn tại Hà Nội nha cô chú anh chị. Cái việc này thì Thanh Nguyên thấy là rất là giống với cái câu chuyện của nhà của anh Hiển đó cả nhà. Thì chúng ta được biết rồi, tại phiên tòa ngày 1 tháng 9 đó, thì luật sư của anh Hiển cũng nói rất rõ, anh Hiển đã có làm đơn gửi đến gọi là Tòa án Nhân dân tối cao rồi. Và chờ cái câu trả lời xem xét tại sao là không cho anh Hiển làm bị hại, chuyển sang người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Lần này thì có lẽ rằng là luật sư của chị Lan cũng như là chị Lan học hỏi hay là được gọi là tư vấn từ phía của cái anh gọi là anh tổng biên tập nha cô chú anh chị. Thì có lẽ rằng là như vậy thôi. Những cái thông tin mà liên quan đến cái vụ án này họ là gọi là chung phe mà cả nhà. Cho nên là họ tư vấn luồn lách thông tin cho nhau. Cái điều đó thì cũng không bất ngờ. Thì trong cái danh sách mà Tòa án Nhân dân gọi là tối cao đó đã chuyển về cho Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ duy nhất có một cái tên gọi là Đinh Thị Lan. Đinh Thị Lan là bà Đinh Thị Lan không đồng ý với bản án mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên trong vụ án có bà Nguyễn Phương Hằng và đề nghị xem xét lại vụ án luôn. Khá là căng thẳng nha cô chú anh chị. Trên thực tế thì chúng ta thấy rằng đó, như vậy là Đinh Lan đã dựa vào cái thông tin này đã được gửi từ ngày 6 tháng 11 năm 2023. Cho nên là quý vị có thể thấy là mấy bữa rài, bữa từ khi nhận được cái này đó, có thông tin này đó, thì Đinh Lan cảm thấy là mình vô cùng tự tin
khi mà cho rằng là trời ơi tôi đã làm đơn đến tòa án tối cao rồi, chuyển đơn về cho tòa án nhân dân thành phố thẩm vấn cấp cao trong cái phiên phúc thẩm này, thì chắc chắn 99,9% là phải hủy án sơ thẩm để mà điều tra lại thêm tội danh khởi tố đi mà hàng chục youtuber ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng căng nha cô chú anh chị. Đó là bữa giờ Đình Lan đưa cái thông tin liên quan đến cái vụ án này nha cả nhà. Nhìn trên thực chất thì chúng ta thấy rằng là cái sự việc này là một trong những cái điều bình thường thôi. Cái phiếu chuyển đơn từ phía gọi là tòa án nhân dân tối cao, khi mà họ nhận được cái đơn thư của Lan đó thì tất nhiên không đúng thẩm quyền thì người ta chuyển về cho tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, điều bình thường thôi. Mình Đinh Lan cũng đem ra, Đinh Lan hù dọa nữa. Đinh Lan nói là trời ơi, tòa án tối cao đã chuyển đơn rồi, chuyển đơn về cho tòa án cấp cao thành phố Hồ Chí Minh thôi, lần này là tụi bay chết chắc các kiểu. Cũng đã hiểu cái việc mà tòa án cấp cao họ đưa ra xét xử phúc thẩm về vụ việc này đó cả nhà. Thì cái quyền hạn của tòa án cấp cao thì tòa án nhân dân tối cao đó Thanh Nguyên đánh giá rằng cũng không có xen vào, không liên quan đến cái câu chuyện của tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Họ xét xử đưa ra từ cái bản sơ thẩm cho đến là phúc thẩm đi. Sơ thẩm thì ông xét xử sơ thẩm ông hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ông tránh gọi là thẩm phán Bùi Đức Nam vừa rồi đó, thưa cả nhà. Cho nên là Đinh Lan dựa vào cái câu chuyện này để mà tự tin nói rằng là mình thắng chắc trong vụ kiện này. Thì đây là một cái điều khá là buồn cười nha cô chú anh chị. Như vậy đó thì khả năng cao là Đinh Lan sẽ có mặt, Đinh Lan sẽ được triệu tập, nhưng mà là tuyên bố là có mặt đó, nhưng mà không biết rằng là giây phút cuối thì Đinh Lan có dám có mặt tại tòa án cấp cao lần này để mà đưa ra cái luận cứ của mình hay không. Nhiều lần rồi chứ không phải một lần, cho nên bây giờ lời Đinh Lan nói là khó tình lắm. Bây giờ tới ngày đó đó điểm mặt rồi đặt tên thôi. Chứ mà chúng ta thấy rồi, nhiều lần cũng nói tôi sẽ gặp bà Hằng Nguyễn Phương Hằng, giáp mặt bà Nguyễn Phương Hằng tại tòa này kia kia nọ, như lần nào cũng gọi là không dám tới. Từ cái câu chuyện của Mai Xuân Cường rồi cho đến là cái câu chuyện tại tòa án ngày 21 tháng 9 vừa qua đó quý vị. Thì lần này thì Đinh Lan cũng có luật sư, thậm chí là tới 3 luật sư lên cả nhà. Mới đầu là 2 thôi, nhưng mà mấy ông luật sư của Đinh Lan nói rằng là 2 người thì ít quá, tại vì vụ án lớn mà, cho nên đã lôi thêm một người bạn nữa, người bạn cũng cũng là luật sư, để mà vào để mà cùng giúp đỡ cho Đinh Lan thắng cái vụ kiện này, chuyển từ gọi là người có quyền lợi và người vô liên quan quay trở lại thành người bị hại, thưa quý vị. Và cái mục đích đó là gì? Mục đích đó chính là vẫn là tẩy trắng thôi, thưa cô chú anh chị. Tẩy trắng cho những tất cả những cái nội dung mà chị Lan đã phát biểu vu khống, nhục mạ, chửi bới Nguyễn Phương Hằng mà đang bị PC02 họ đang điều tra đó. Nếu mà trở thành bị hại thì Đinh Lan thoát đó cả nhà. Nếu mà thật sự Đinh Lan trở thành bị hại trong vụ án này thì Đinh Lan thoát. Mà có lẽ rằng nếu như hủy án sơ thẩm mà điều tra lại một số những cái vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng nữa thì có lẽ rằng Thanh Huyền chắc là nghỉ làm YouTube luôn chứ không làm nữa. Một điều cực kỳ vô lý, và thậm chí là tới lúc đó điều tra lại có khi lại bị khởi tố thì cơ hội đâu mà làm YouTube nữa cô chú chị. Cho nên là khá là căng thẳng nha. Thì Đinh Lan ngày hôm nay đó đã nhận được cái đơn của phía tòa nhân dân tối cao đã gửi về cho Lan với cái sự việc yêu cầu tòa nhân dân cấp cao xem xét. Thì thật ra người ta đã xem xét rồi, nhưng mà Đinh Lan còn gửi lên cái cấp cao hơn nữa thì bắt buộc người ta phải chuyển về. Điều này chúng ta thấy rất là rõ, rất là nhiều lần Đinh Lan gọi là gửi đi tùm lum tùm la chứ, nói chung là gửi rất là nhiều nơi, bộ trưởng, bộ công an, chủ tịch nước, nói chung là từ văn phòng chính phủ, tổng bí thư Đinh Lan cũng đã từng gửi đơn rồi. Và chúng ta thấy rồi, cũng đã có rất là nhiều người vì cái lý do gửi đơn nhiều nơi mà gửi đơn không đúng địa chỉ, rồi nó gây ra một trong những cái sự mất trật tự đó cả nhà, cũng đã bị khởi tố rồi. Nhưng Đinh Lan là một trong những người ngoại lệ cho đến giờ này vẫn còn có thể nói là ung dung tự tại phía bên ngoài. Và cái sự mong muốn của Lan nó sẽ ra sao sau phiên tòa này, có khi chúng ta lại gọi là tiếp tục có những cái thông tin chấn động vào ban đêm nữa nha các chú anh chị. Có lẽ rằng sau cái vụ việc mà Đinh Lan phúc thẩm này đó nó kết thúc rồi, hoàn thành tất cả cái nguyện vọng của chị Lan rồi, có nghĩa là xem xét lại nội dung, thì lúc đó là tới lượt tới thời của chị Lan chúng ta để mà vào thăm chị Ni
ở trong gọi là T17 T17 trong trại tạm giam gì đó cả nhà. Cũng sắp đến thời của chị Lan rồi đó. Thì đó là cái nội dung mà ngày hôm nay vừa mới đây luôn, Đinh Lan vừa mới thông báo một thông tin rất nóng để chúng ta theo dõi liên quan đến vụ án của CEO Nguyễn Phương Hằng. Hiện tại thì chưa có thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng là sẽ phúc thẩm ngày nào. Chúng ta chỉ nghe là chị Lan lu loa, chị Lan nói vậy thôi. Nhưng mà có lẽ Đinh Lan cũng gọi là cũng nắm được thông tin từ đâu đó, thậm chí là từ các gọi là luật sư của Lan thông báo cho Lan hay thông tin cho Lan, cho nên là Đinh Lan cũng dám mạnh mồm như vậy đó cả nhà. Và chúng ta cũng sẽ cùng chờ xem là chiều ngày hôm nay đó, tối ngày hôm nay á, hoặc là ngày mai thì để xem có tin tức về cái phiên phúc thẩm này hay không. Bởi lẽ thì cũng sắp đến ngày rồi cả nhà. Bên cạnh đó thì là cái câu chuyện mà chị Lan cũng đã nhận được những cái đơn thư này từ phía tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, thì có lẽ rằng chỉ còn 1-2 ngày nữa thôi chúng ta sẽ nhận được cái thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng liên quan đến phiên phúc thẩm này. Và tất nhiên một trong những cái điều chúng ta mong chờ đó chính là cái sự gọi là tích cực tốt đẹp nhất cho ba người trợ lý của CEO Nguyễn Phương Hằng, cùng với đó là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Còn chị Lan chị Lan thì cố gắng cho chị Lan lần này đi, cố gắng ra tòa đi chị Lan, ra tòa lần này đi là cơ hội cuối cùng cho chị đó. Còn nếu như mà chị không ra tòa thì có lẽ rằng là lần sau đó thì chị lúc đó chị ra chị đứng với cái tư cách khác rồi, chứ không phải rồi tư cách là ngày hôm nay là chị mạnh mồm như vậy nữa. Tới lúc đó là bây giờ là hỏi bị cáo Đinh Lan rồi, chứ không còn là người có quyền lợi và người liên quan nữa. Đinh Lan muốn làm bị lắm, nghe Đinh Lan muốn gọi là mình phải làm bị hại, nhưng mà lần này thì chưa được, lần sau thì cũng sắp gần được bị hại rồi, nhưng mà nó chuyển từ hại sang tự cáo thì căng lắm. Thưa quý vị, thì xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Khi có thông tin mới thì Thanh Nguyên cũng sẽ cập nhật ngay lập tức gửi đến cô chú anh chị chúng ta theo dõi. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship, 1 lít là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô, tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký, nửa ký thì cũng là 750.000 luôn, 1 ký là 1.500.000, miễn phí ship. Tiếp theo thì là chà bông tôm. Chà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha, nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000, cũng miễn phí ship luôn. Ba mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì ba mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Quý vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.